trải nghiệm cắm implant không đau, không chảy máu, bên chắc tại nha khoa Hùng Cường sẽ như nào. Cảm giác chú cảm thấy bình thường lắm, mà thoải mái, tâm hồn nó thanh thản lắm, mà cảm thấy như không ý. Khi trực tiếp mình bước chân vào khu vực làm việc, mình nhìn thấy hệ thống máy móc, hệ thống nhân viên và tay nghề của y bác sĩ, ngay mình cũng để ý cái những động tác người ta cầm những cái đồ nghề lên ấy, thì cũng cảm thấy là tính chuyên nghiệp nó cũng cao rồi đấy. Cô về không thấy đau đâu, thế vẫn ăn uống bình thường, vừa làm xong cái về vẫn ăn thịt gà. Mới đầu bảo sợ hay kiêng, nhưng mà thấy bác sĩ mà không phải kiêng gì, chỉ có kiêng dưa với cà đấy là con chỉ kiêng thôi, còn là vẫn ăn bình thường. Cảm nhận về đội ngũ ekip của nha khoa Hùng Cường như nào? Y bác sĩ và các cháu ở đây rất nhiệt tình, chu đáo và ngoan, thế tay nghề trình độ kỹ thuật rồi có máy móc hiện đại. 병원 시설은 아주 깨끗하게 좋았고요. 그다음에 의사 선생님도 친절하고 안 아프게 잘 해줘서 의사의 치료를 마쳤습니다. 이게 máy là mình thích làm rồi, thấy yên tâm hơn. Thế nên cô thấy bác sĩ Giang nhẹ nhàng lắm. Tất cả mọi nhân viên như là cháu chẳng hạn á, mọi các cô tiếp tân thấy lịch sự á, mà nhã nhặn á, cô thích. Mà phong cách giống như ở bên nước ngoài luôn. Mà tôi cảm thấy là nếu như sau này tôi có bị vấn đề gì nữa là tôi sẽ đến đây đâu. Tôi làm ở đây là tôi yên tâm lắm. Phục hình implant không đau, an toàn, bền chắc cùng nha khoa Hùng Cường.